mẹ Bích Phương và tuyển tập những phát ngôn kịa con gái đi vào lòng người. Mới đây khi Sơn Tùng MTP ra sản phẩm mới, bên dưới bài đăng của Kaito Kid nói rằng mình anti Sơn Tùng, mẹ Mono đã thả cảm xúc thường thường khiến anh chàng giải thích vội. Tình huống thú vị của Sơn Tùng trái ngược hẳn với mẹ Bích Phương mỗi khi con gái ra bài. Để mà nói, cô Hương, mẹ Bích Phương xứng đáng là trưởng hội anti-fan con gái. Khi Bích Phương tự tin khoe bức ảnh chụp áo hở bụng sexy, mẹ cô đã so sánh với vòng eo bánh tét và vui trong lòng lắm vì năm nay được ăn Tết sớm. Người ta thường nói, cha mẹ nói thì chưa có gì sai. Trước đó Bích Phương còn tự tin khẳng định mình sẽ ăn uống healthy, không ăn vặt nữa. Và đây là cái kết. Khi ca sĩ Bích Phương đang trạng thái thả thính vào đêm Noel, mẹ cô kêu gọi, ai hôn luôn được con gái thì hốt, chỉ cần để lại con mèo là được. Và khi mà Bích Phương khoe tài nội trợ đảm đang, thì cũng đã bị mẹ cô nàng hỏi một câu, vạch trần sự thật ngay lập tức, rằng dạo này hoa hoét, đứa nào thấy nước. Hay như lúc cô làm đại diện nhãn hàng TCL, mẹ cô chia sẻ niềm vui, nhưng caption cực lầy. Cháu đi làm đại diện cho hãng TV màn hình phẳng nha, kẻo thiên hạ người ta không biết là mình phẳng. Thấy con gái ra MV, từ chối nhẹ nhàng thôi, mẹ Bích Phương sợ con mình ế nên cũng tặng một status, bảo rằng cô thả nhận lời luôn cho rồi. Cũng như bao bà mẹ khác, mẹ Bích Phương rất nôn nóng chuyện con gái bao giờ lấy chồng. Đúng là trưởng hội anti uy tín nhất Việt Nam đây rồi. Giờ thì bạn đã biết tính cách lầy lội của Bích Phương di truyền từ ai rồi chứ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.